nói cho nghe. Tỉnh lắm, tỉnh như đùi. Ai? Nó. Nó không biết đau là gì đâu. Quá trời này, một nay. Nó bị lây lan á. Trời này cũng phải tặng 5-6 cái chân. Cái mũi nhờn nhiều không? Nhờn nhiều. Vệ sinh da kỹ nha. Đừng 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 có ra đây nha. Ngứa mũi. Nào gãi đi, gãi cho đã đi. Xong chưa, nặng nha. Nặng đi. Chắc con nuôi cái mũ. Nó lâu hết rồi. Có nhức không? Không à. Ừ, lâu lâu nó hay nhức vậy. Tối ngủ á. Tối ngủ à. Nặng đây mà xịt bên đây luôn thấy không mình. Cái nó dẹp đây. Đóng chân. Ghê mình. Xì cái bên. Nhiều lắm. Một tuần xuống đây một lần nha. Ừ. Xuống đây xem, theo dõi. Tao làm ngày nào tao cũng quen rồi. Okay. Chói hả? Ừ. Từ từ từ. Rồi đó chưa. Nó lâu lâu có nổi nha. Lấy hồi về mua. Ủa sao biết bữa con Linh đắp thuốc này? Đi chơi nó. Ủa nó nói ủa. Chú cha cái mặt gì cũng đi chơi nữa. Ai? Cho Linh á. Thì với con trai mà nói vậy. Ấy là mới nặng xong là tuyệt đối hạn chế ra đường, hiểu không? Ừ. Sao nhiều khi bụi bẩn nó tiếp xúc với da, nó bị nhiễm khuẩn lại. Dặn nó rầu mà. À, không ăn thịt bò với lại thịt gà nha. Ngứa hả? Ừ. Gà bò với lại tôm, không ăn mấy cái đó. Hạn chế. Khoảng một tuần sau xuống, dù như mà thấy vết thương nó lành rồi thì ăn nha. Mày đi qua đây, nặng con bên đây. Xì hết rồi. Nên... hết rồi mình là tắt em xong rồi. Yeah.